để nâng cao nhận thức, kiến thức, vai trò và trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bổ ích, từ những buổi tập huấn tuyên truyền về kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến các buổi hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Thông qua các hoạt động đó mà những nguy cơ cháy nổ tại trường học đang từng bước được khắc phục và xử lý. Ghi nhận của phóng viên VTC. Đây là một buổi tuyên truyền thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Công an quận Ba Đình tổ chức tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Dù trời đã chuyển rét nhưng các học sinh vẫn chăm chú theo dõi những hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy từ các giảng viên. Dù nhiều em vẫn còn bỡ ngỡ, thậm chí không hiểu biết nhiều về các bước xử lý khi có cháy nổ xảy ra, nhưng theo các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đây là hoạt động cần thiết, cần phải tăng cường tại các cơ sở giáo dục. Chúng ta cũng phải nhìn nhận là về cái nhận thức của trẻ em thì nó cũng chưa được là đầy đủ. Và cái thứ hai nữa thì là ở trong các cái khóa học thì hiện tại là chưa có các môn học ngoại khóa liên quan đến các cái vấn đề như giao thông trật tự, như phòng cháy chữa cháy cũng như là các cái kỹ năng để thoát hiểm thoát nạn khi mà có các cái tình huống sự cố xảy ra. Thì cũng thông qua cái kế hoạch này thì chúng tôi cũng muốn là phổ biến đến tất cả các cái em học sinh cũng như các cháu nhỏ là khi mà có một cái tình huống mà bất ngờ xảy ra không có người lớn ở tại đấy thì các em có thể biết được những cái kỹ năng cơ bản ban đầu để có thể tự giúp cho bản thân cũng như là thoát hiểm thoát nạn và cũng có thể xử lý sự cố ngay tại chỗ nếu như có thể. Cũng như quận Ba Đình, nhiều quận, huyện khác của Hà Nội cũng đẩy mạnh các buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Từ những buổi tập huấn này, các thầy cô giáo sẽ nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy và chủ động hướng dẫn học sinh. Chúng ta phải có những cái kiến thức cơ bản về vấn đề là với trẻ nhỏ thì ta làm thế nào để cho các con chỉ là diễn tập thoát nạn chứ không phải là đốt một đám cháy lên để lại gây ảnh hưởng đến các con. Ví dụ như trường tôi, khi mà một năm tôi diễn tập một lần thì tôi chỉ là gì ạ, chỉ đạo các cô là tạo khói ở một cái khoảng trống nào đó, sau đó thì có hô hào để các con có những cái kỹ năng cô đã dạy và thoát nạn như thế nào cho đúng cách, chứ không phải là mang lửa hoặc là bất kể một cái gì nó nguy hiểm đến cho trẻ để vào trong trường mầm non. Như vậy vô hình dung thì nó lại dẫn đến là làm hại cho trẻ của trường mình cũng như là dẫn đến cháy nổ trong nhà trường rất là nguy hiểm. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đối với các cơ sở giáo dục, ngoài việc tham gia các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy, các trường cần chủ động trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại những khu vực dễ cháy như bếp ăn, thư viện.